Ok, lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay sẽ tiếp tục chiến cái con game bắn cá online này một tí anh em ạ. Thì nói chung là mỗi người sẽ có một cái cách chơi bắn cá riêng, và tôi cũng vậy anh em. Thì quan trọng là cái mục tiêu của anh em là như thế nào, mỗi ngày anh em muốn kiếm bao nhiêu thôi. Chứ còn cách chơi thì mỗi người sẽ có một cách chơi riêng thôi. Bản thân tôi thì mỗi ngày tôi chỉ vào ăn non khoảng 5-6 củ thôi. Vừa là thể hiện đam mê, vừa có một cái nguồn lãi ổn định mỗi ngày. Như thế thôi anh em. Nhiều anh em thì muốn có những cái điều lớn lao hơn, đó là anh em kiếm ngay khoảng chục 20 củ gì đấy đấy, tùy thôi, tùy cách chơi của từng người thôi. Anh em nào mà kiếm được nhiều thì cứ kiếm thôi anh em, còn tôi thì tôi cứ ăn non thôi. Cái điều bây giờ tôi nói đơn giản thế này nhá, bây giờ mỗi ngày anh em làm 5 củ đi, một tháng là anh em có 100 củ, tôi tính bình quân thôi là 100 củ đi, có những ăn ngày thua nó bù nhau đi, tháng 100 củ thì so với việc là hôm nay anh ăn được 30 củ đi, ngày mai anh thua lại 50 củ đi, thì thằng nào hơn anh em? Nói chung là cái nào nó ổn định thì chắc chắn là nó hơn rồi, đúng chưa? Cái nào nó ổn định là nó hơn chắc chắn rồi đấy. Thì tại sao mình không làm những cái điều chắc chắn đi, mình không kiếm một cái nguồn lãi ổn định cho bản thân đi, mình tham làm cái gì anh em, đúng chưa? Tính chung quy lại ấy, thì thằng nào có lợi hơn, tôi hỏi anh em chơi kiểu nào có lợi hơn đấy. Mình tính là tính cái lâu dài thôi anh em, tầm này mà ngày một ngày hai thì nó làm cái gì. Thật sự mà nói nhá, bây giờ mà chơi theo kiểu ngày một ngày hai ấy, thì không biết một ngày thì ăn bao nhiêu, có người ăn 300-400 cũng đủ, cũng được anh em ạ, tôi không nói láo đâu, một ngày thì ăn khoảng 300-400 củ rồi cũng ok, không thành vấn đề luôn. Nhưng mà có thể là hôm nay tôi ăn được 1 lít đi, ngày mai tôi thua là 2 lít, đấy là bình thường đấy. Mình đang tính toán đến những cái đoạn đó là chắc ăn chắc kèo, cứ ổn định là được, đừng có kiểu hôm nay thì ăn ngày mai thì thua, ăn thì ít mà thua thì nhiều, kiểu như thế đấy là không được nha anh em. Cứ cái gì ổn định là mình làm thôi, một cái nguồn lãi ổn định mỗi ngày khoảng 5 củ là mình đã không 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 là mình làm ra cái gì, một ngày mình làm ra 5 củ anh em, một ngày làm gì ra 5 củ đây, đơn giản thế thôi, là anh em tự hiểu đi. Nhiều anh em tham vào mẹ tiền thì ít, vốn thì ít mà vào thì cứ phải bắn đạn cho nó to để nổ cho nó sướng kìa đấy, không hiểu luôn, không hiểu anh em suy nghĩ như thế nào mà lại có những cái hành động bồng bột như thế. Không biết là anh em đang đang kiếm lãi hay là anh em đang 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 đốt tiền vào những cái thú vui của mình nữa đấy. Đánh như tôi đây mà mày cẩn thận như thế này đấy, có những ngày gặp những cái đàn cá kiểu bốc áo giáp thì còn sấp mặt đấy chứ. Nhiều anh em rất là kỳ lạ luôn, vốn anh em được có khoảng tầm 1-2 củ, anh em vào anh em thôi xong, anh em vào anh em chơi một phát đạn 100k, ảo thật luôn, bắn 10 phát là bay rồi, bắn 10 phát là đúng hết đạn rồi, thế làm sao mà chơi được anh em. Chơi như thế là chỉ tổ vung tiền qua cửa sổ thôi, nói đông na là như vậy. Ok, thì đấy là suy nghĩ của từng người, tôi không đi quá sâu. Hôm nay là một cái video ngắn của tôi là chia sẻ với anh em một cái con game bắn cá khá là uy tín, khá là ok mà tôi chơi rất là lâu rồi. Nói chung con bắn cá thì nó phổ biến, trước đây nó phổ biến vào những cái máy bắn cá anh em ạ, ở những cái trung tâm thương mại ấy, và những cái máy bắn cá ở chỗ những có những cái quán mà con game giống như internet anh em, có những cái nó đặt những cái máy bắn cá ấy, anh em vào nạp xe anh em chơi ấy. Đấy thì sau này thì nó mới bắt đầu là xuất hiện nhiều hơn ở những cái con game online kiểu như thế này. Trước đây thì tôi cũng bắn ở trên H5 một thời gian rất là dài, nhưng mà sau đó cảm thấy rằng H5 nó bất tiện quá, nó rất là bất tiện luôn, bởi vì nó chỉ có mỗi bắn cá thôi anh em, nó chỉ độc mỗi bắn cá thôi, nhiều khi mình muốn chơi game khác thì không được đấy. Cho nên là chơi chơi mà chơi lâu thì cũng chán sao anh em, lâu lâu mình phải thay đổi một tí chứ, cứ bắn cá mãi bắn cá hoài cũng chán, cho nên là tôi cũng nghỉ luôn. Mà qua cái con game này thì thấy là khá là ok,
mình tập trung mình chơi, mình một ngày mình chơi khoảng 10 15 phút gì đấy, mình kiếm khoảng ngày 3 đến 5 củ tầm đấy thôi. Cần gì nhiều đâu. Tính ra một tháng đã là một con số khổng lồ rồi. Đúng nhỉ anh em? Mình làm gì, mình chơi gì, mình phải tính như thế nào để mà cái rủi ro là nó thấp nhất đấy anh em. Cái rủi ro thấp nhất đấy. Chứ bây giờ chơi mà cứ xác định cái kiểu 50-50 thì bao giờ mới nên người được anh em. Cứ lông bông mãi à, chả nhẽ bây giờ cứ ngày ăn ngày thua xong cứ lông bông mãi thế à, khi nào nó mới ổn định được ngày nhá. Em không, chả lẽ bây giờ anh em không suy nghĩ đến những vấn đề đó à? Hay là cứ mặc nó, cứ theo đuổi cái đam mê của mình đã. À, trước đây thì tôi cũng kiểu như thế đấy, kiểu là không quan tâm đến những cái mọi thứ xung quanh, mình thích làm gì là mình làm thôi đấy. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì không ổn. Có những cái điều đó là mình suy nghĩ đơn giản của một thằng 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 thanh niên lại gọi là chập chững mới bước vào đời ấy. Kiểu như thế nha. Đấy, cho nên là sau này nghĩ là làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến gia đình. Đấy, nghĩ đến gia đình đã, một mình thì có sao cũng được, nhưng mà bây giờ tầm này mẹ vợ con đầy đủ rồi thì mình phải lo được cho vợ con mình cho anh em, chứ bây giờ chả lẽ để người khác lo à, đúng chưa? Nói đơn giản thế thôi, là anh em tự hiểu đi. Tôi không phải là dạy đời gì anh em, nhưng mà qua cái hoàn cảnh của tôi trước đây là tôi muốn nhắn nhủ anh em một cái điều như thế. Hy vọng là mình anh em có thể nhận ra được và tìm cho mình một cách chơi như thế nào cho nó đúng đắn anh em, chứ đừng có chơi theo kiểu trước đây nữa. Trước đây hầu hết là cứ theo kiểu là đam mê ấy, vào chơi đến đâu đến kiểu thế mà không quan tâm đến những cái hậu quả mình gây ra. Thì tất nhiên là một lần hai lần rồi thì mình phải rút kinh nghiệm chứ anh em, chứ làm sao mà cứ lông bông mãi như thế được. Ok thì có lẽ là cũng gần 10 củ rồi đấy anh em, nãy giờ khá là may mắn đấy. Mục tiêu của tôi thì chỉ cần 5 củ là tôi nghỉ rồi, nhưng mà nãy giờ tôi thấy là rất là may nên là cũng giảm thêm một tí thì ok, rồi sẽ chỉnh xuống mức 10k và bắn thêm vài phút nữa đi. Đang hứng anh em ơi, đang có hứng. Đấy thì mình đã từng vấp ngã rồi, mình đã từng như thế rồi, thì mình chia sẻ cho anh em, mình góp ý cho anh em để mà anh em là ổn định được cuộc sống, và anh em có thể chơi game bắn cá đổi thưởng như thế nào cho nó hợp lý để mình có thể kiếm ra lãi mỗi ngày. Anh em phải xác định như thế này nhá, bây giờ anh em phải xác định như thế này, tức là chơi mà không có lãi thì không chơi, chơi bất kỳ cái gì, làm bất kỳ cái gì cũng phải có lãi. Và anh em phải nhớ rằng cái mục tiêu mình làm việc, mình cố gắng cuối cùng hướng đến là cái gì, đó chính là đồng tiền anh em. Đấy, cho nên là cái gì mà không có tiền, không ra tiền, không ra lãi thì mình sẽ không chơi. Đừng có chơi và tốt nhất là mình không dính vào luôn. Đấy, tầm này cái đó nó không phải là gì, nhưng mà nó thực tế là như vậy anh em ạ. Tầm này anh em ra ngoài xã hội mà không có tiền, thôi mẹ nó coi anh em không ra cái gì luôn, có thể với anh em luôn. Đấy, cho nên bây giờ mình làm cái gì mình cũng phải là chắc kẻo rồi đã. Thằng nào nói gì thì nói, mẹ những thằng chính, những cái thằng nói không cần tiền thì những thằng đấy là những cái thằng kiếm tiền mạnh nhất đấy. Ok thì hy vọng là qua những cái chia sẻ của tôi thì anh em có thể rút ra cho mình được một cái kinh nghiệm để chơi những cái con game bài đổi thưởng nói chung và con bắn cá đổi thưởng nói riêng như thế nào cho nó hợp lý để mình có thể kiếm được một nguồn lãi ổn định mỗi ngày. Ok, thì cái đường link của con game bắn cá này tôi đã để phần mô tả cho anh em rồi, anh em có thể vào trải nghiệm xem như thế nào. Ngoài những con game bắn cá thì nó tích hợp đầy đủ những con game bài đổi thưởng hot nhất hiện nay anh em nhé, anh em có thể test xem như thế nào. Nếu ok thì chơi thôi. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.